Rồi, em Phú Tâm Đức xin quay trở lại gặp lại các anh chị nha. Hôm nay thì bên công ty về một số mẫu LR9 nhưng mà chưa có làm cái video kỹ xíu. Thì em ráp ra 4 xe đây. Giới thiệu cho anh chị chút xíu về cái dòng xe nha nha. Thì em thấy chiếc xe này có giá là 9,5 triệu và có một cấu hình cũng được gọi là có một số điểm nổi bật cũng rất là ok các anh chị nhé. Đây là cái dòng xe touring đường phố. Thì cái video này em sẽ làm kỹ hơn cho anh chị xem con này xíu ha, tham khảo xíu ha. Thì đây là cái con Life, xin lỗi anh chị là Life Fly anh chị nhé, con Life Fly. Đấy, thì cái đầu tiên mình thấy này, cái đầu tiên mình thấy là cái khung nhôm các anh chị ạ. Khung nhôm thì đối với con này có 4 màu như em đang quay trên video này. Thứ nhất là màu xám đỏ này, thứ hai là đỏ trắng này, cái thứ ba là màu xanh này. Xanh này thì có 2 màu. Đấy, cái màu phía trong có vẻ rất là đẹp, màu phía ngoài cũng thế. 2 màu này thì em thấy rất đẹp. Thì với giá 9,5 triệu chúng ta có cái khung nhôm mà là dấu dây anh chị nhé. Đây em quay cho anh chị xem ha. Thì dây nó đi với nó dấu vào hết nè. Đó, khung nhôm dấu dây nè. Cái thứ hai cái khung này á, ngoài cái dấu dây, ngoài cái màu đẹp á, thì chúng ta còn thấy được cái mối hàn nè. Đấy, cái mối hàn giữa các cái thanh của hình ngang đứng của khung á, thì nhà sản xuất họ làm mịn luôn các anh chị ạ. Họ làm mịn luôn. Đấy, thì nhìn nó thẩm mỹ hơn, nó đẹp hơn các anh chị nhá. Nó thẩm mỹ hơn, nó đẹp hơn. Rồi, đối với cái cốt yên của con này thì nó là cốt yên dẹp. Đấy, nó là cốt yên dẹp. Rồi cái dòng yên của con này á, thì nhìn này, nó giống như yên xe đua các anh chị. Đấy, mặc dù là xe touring nhưng mà cái yên nó làm rất đẹp nha. Đấy, trên này nó có cái chữ nè, Shell Royal Group này, designer ấy. Đấy, rất đẹp các anh chị nhá. Đó, yên là yên dẹp này, nhìn cái yên nó chắc chắn đó. Rồi, cái nổi bật nữa là gì anh chị? Đó, dòng touring phân khúc giá 9,5 triệu nhưng mà chúng ta có một cái giò dĩa trục rỗng này. Đó, giò dĩa trục rỗng này anh chị ha. Đó, em quay thử xíu ha. Giò dĩa trục rỗng, số răng 50-34 đồ, rất là ngon luôn nha, in như xe chuyên nghiệp luôn. Đấy, giò dĩa trục rỗng anh chị nhé. Đó, rồi cái hay nữa này là cái đáng giá của con xe này á, là chúng ta có một cái đùm của Novatec. Đấy, đùm của Novatec, cho nên là quay cực kỳ trớn anh chị nhé. Anh chị quay một xíu là trớn rất là ok rồi. Đó, thắng đĩa ha, thắng đĩa phía trước và phía sau anh chị nhé, thắng đĩa phía trước và phía sau luôn cho mình tham khảo. Rồi, cái vỏ này là vỏ của Kenda chính hãng này anh chị, vỏ Kenda kích thước là 700x28. Thì anh chị nhìn cái sóng lốp này, đó, cái này mà đi đường phố thì quá là tuyệt vời luôn, đúng không ạ? Không bao giờ bị té ngã trơn trượt do trời mưa hay là do cái đường của mình xấu. Thì bốn con nó rất đẹp. À, rồi cái phần cuối cùng vật rất là quan trọng, đó là cái phần bộ số của nó. Thì đây là cái tay đề của Eltu R7, thì là một trong những thương hiệu của Retropack luôn anh chị nhé, ở Đài Loan anh chị nhé. Thì với cái bộ số là phía sau là 10 lít, phía sau 10 lít và phía trước là 2 đĩa. Đấy, thì chúng ta có 20 tốc độ. Thì một chiếc xe touring bình thường như thế là em thấy cũng rất là ok rồi, đúng không ạ? À, thắng đĩa phía trước phía sau anh chị nha. Đấy, em quay lại cái đùm chút xíu, tại vì cái màu cái đùm này thì rất là trớn. À, quay xíu, mà cái tiếng kêu của nó thì rất là ổn áp nữa. Đấy, anh chị nhá, cái đùm của Novatec chính hãng ha, vỏ Kenda chính hãng luôn anh chị nhá. Rồi, phần đây là cái phần phần con heo dầu này. Đó, rồi có cái hay của cái này nữa là nó xài hầu như là đồ chính hãng hết anh chị ạ, hầu như là đồ chính hãng hết. Ví dụ như cái tay, cái tì khóa này này, cái tì khóa này thì cũng của Novatec luôn. Thì ví dụ như cả trước cả sau luôn anh chị nhá, mình tháo ra rất là dễ dàng luôn. Đấy, một số điểm nổi bật của con xe này. Và cái mà em thấy thích nhất ở con xe này nó là cái màu khung anh chị nhé. Cái bốn màu em quay lên cho anh chị xem, anh chị thích màu nào thì chốt màu đấy nha. Còn sơn, mình đánh giá chất lượng sơn chút xíu là cái sơn của nó này anh chị này, sơn này là sơn bóng, sơn bóng tính điện 3 lớp mà rất đẹp anh chị nhé. Mình nhìn cái màu sơn như sơn xe hơi ấy. Đó, rồi cái mối hàn nó làm thẩm mỹ nữa. Đó, cái màu này rất là đặc biệt. Đó, bốn con bốn màu anh chị ạ. Thì anh chị nào mà cần tư vấn thêm thì vui lòng liên hệ với lại anh em kinh doanh của Tâm Đức nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi cái video này. Và hẹn gặp lại anh chị ở những cái video phía sau ạ. Xin chào ạ.